Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Trước mắt cô chú anh chị là đường Nguyễn Văn Luân, quận 6. Và trên tuyến đường này có một căn nhà hẻm xe hơi thông từ đường Nguyễn Văn Luân ra đường Lò Gốm. Vị trí nằm sau lưng căn hộ cao cấp rất là đẹp, sầm uất và cho thuê rất là nhanh. Xin giới thiệu với cô chú anh chị. Căn nhà này với diện tích ngang 5, nở hậu điều hai bên 6.8m², với chiều dài là 18.65m², diện tích công nhận trên sổ là 106.4m² và diện tích đất được xây dựng là 76.5m², trệt, lửng, ba lầu, sân thượng, sàn bê tông cốt thép, 8 phòng ngủ, 8 WC, có sẵn 9 máy lạnh và hệ thống năng lượng mặt trời. Diện tích sàn xây dựng là 328.1m². Hiện trạng thì đang cho thuê 30 triệu đồng một tháng, hướng chính nhà là hướng Nam. Và giá chủ đang chào bán là 15.8 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm đang tìm kiếm một căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Văn Luân, quận 6 thì có thể tham khảo qua căn này, cần thêm hình ảnh bên trong và giấy tờ nhà thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572 158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em tiện gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm đến cô chú anh chị về căn nhà này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.